Các em thân mến, chúng ta biết trong tiếng Anh có 5 loại mẫu câu cơ bản, đó là nhóm L, động từ liên hệ, nhóm I, nội động từ, nhóm T, ngoại động từ, nhóm D, ngoại động từ kép, nhóm C, ngoại động từ phức hợp. Chúng ta đã xem xét hai nhóm mẫu câu có chứa động từ liên hệ và nội động từ trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta ôn tiếp 3 nhóm còn lại. Cả 3 nhóm đều có chứa ngoại động từ. Nhóm câu có ngoại động từ, nhóm T. Subject, transitive verb, object. Ngoại động từ là động từ cần một tân ngữ trực tiếp, direct object. Tân ngữ là một nhóm danh từ hoặc là một đại từ tân ngữ. Noun phrase, pronoun. Ví dụ, George was watching television. Veronica is reading a fairy story. Peter doesn't owe anything. Bây giờ, chúng ta xem một đoạn phim về trường Sawbridge, Sawbridge International College of Business. Các em hãy ghi lại các ngoại động từ trong mẫu câu nhóm T, gồm subject, chủ ngữ, transitive verb, ngoại động từ và direct object, tân ngữ trực tiếp, có trong phần nói chuyện này nhé. Sawbridge International School of Business boasts a multicultural learning environment with students from 26 countries. This is where the educational spotlight of Asia is currently focused. At Sawbridge, students can form social and professional networks with talented people through daily encounters on campus. Classes are conducted in English, and students are required to learn Korean, Chinese, or Japanese language to raise their competitive edge. Mời các em nghe lại và làm bài. Để giúp các em làm bài nhanh hơn, chúng tôi sẽ cho hiện lên màn hình nội dung lời dẫn của đoạn phim. Sawbridge International School of Business boasts a multicultural learning environment with students from 26 countries. This is where the educational spotlight of Asia is currently focused. At Sawbridge, students can form social and professional networks with talented people through daily encounters on campus. Classes are conducted in English, and students are required to learn Korean, Chinese, or Japanese language to raise their competitive edge. Mời các em cùng chúng tôi chữa bài. Trong đoạn lời dẫn này, có hai câu sử dụng ngoại động từ ở thể chủ động như 1. Sawbridge International School of Business offers a multicultural learning environment. 2. Students can form social and professional networks. Câu 1. Có chủ ngữ là Sawbridge International School of Business. Ngoại động từ là offers và tân ngữ trực tiếp là cụm danh từ multicultural learning environment. Câu 2 có chủ ngữ là students. Ngoại động từ là can form và tân ngữ trực tiếp là cụm danh từ social and professional networks. Trong đoạn lời dẫn phim này còn có hai câu sử dụng ngoại động từ và tân ngữ trực tiếp nhóm T đã được chuyển sang thể bị động là This is where educational spotlight of Asia is currently focused. 2. Classes are conducted in English, and students are required to learn Korean, Chinese, Japanese to increase their competitive edge. Các em hãy chú ý đến phần được gạch dưới. Cần lưu ý là các động từ chỉ hành động trong câu bị động đều là ngoại động từ và chủ ngữ của câu bị động chính là tân ngữ
của câu chủ động. Ta có thể viết lại phần được gạch dưới sang thể chủ động bằng cách thêm chủ ngữ ẩn, we. Khi đó ta có: This is where we currently focus on educational spotlight of Asia. We conduct classes in English. Ta thấy câu 1, chủ ngữ là we, ngoại động từ là focus và tân ngữ trực tiếp là cụm danh từ educational spotlight of Asia. Câu 2, chủ ngữ là we, ngoại động từ là conduct và tân ngữ trực tiếp là danh từ classes. Bây giờ, các em thử làm một câu trắc nghiệm về mẫu câu nhóm T. Hãy chọn đáp án đúng A hoặc B, C, D để hoàn thành câu dưới đây. Jack Davis needs A. A photographer. B. Badly. C. At this moment. D. Real. Nhìn vào câu trên, chúng ta thấy nó thiếu một tân ngữ, mà tân ngữ phải là một cụm danh từ. Do đó, đáp án đúng là A. A photographer. Bây giờ, chúng tôi cho một câu, các em hãy phân tích các thành phần của nó. Jane quickly took her sister up the hill. Trong câu này, Jane là chủ ngữ, took là ngoại động từ, quickly là trạng từ chỉ thể cách, bổ sung nghĩa cho động từ took. Her sister là tân ngữ trực tiếp và up the hill là trạng ngữ chỉ nơi trốn. Các em cần chú ý là tân ngữ trực tiếp của ngoại động từ không phải lúc nào cũng là một danh từ hoặc một nhóm danh từ. Nó có thể có nhiều loại như sau. Một, một mệnh đề bắt đầu bằng that clause. Ví dụ, doctors had noted that the disease was spreading. The weatherman forecasts that a storm is on the way. Hai, một mệnh đề bắt đầu bằng từ WH như what, who, where, how. Ví dụ, the class doesn't know what time to be in school. My father discovered who to give presents to. We hadn't decided how we ought to do it. 3. Một mệnh đề bắt đầu bằng một nguyên thể có to infinitive. Ví dụ, they like to arrive early for meetings. 4. Một nhóm danh từ, noun phrase, và một động từ nguyên thể không có to, hay còn gọi là bare infinitive. Ví dụ, he noticed a child enter the courtyard. 5. Một động từ ở dạng verb-ing. Ví dụ, the children enjoy playing football. 6. Một cụm danh từ, noun phrase, và một động từ ở dạng verb-ing. Ví dụ, he noticed a child entering the courtyard. Như vậy, tất cả 6 cấu trúc trên đều thuộc về mẫu S plus VT plus OD. Trong đó, S là chủ ngữ, subject, VT là ngoại động từ, transitive verb, OD là tân ngữ trực tiếp, direct object. Chúng ta hãy tổng kết các biến thể này thành một bảng để dễ nhớ. Bây giờ, chúng ta làm bài tập nhận diện mẫu câu S plus VT plus OD. Chú ý có 6 thành tố có thể đứng ở vị trí tân ngữ trực tiếp, direct object, như bảng trên. Các em hãy nghe phần nói chuyện của tiến sĩ John E. Endicott, hiệu trưởng trường đại học Wusong và người đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình nhiều năm, nói về một trường đại học ngành kinh tế và quản lý tên là Southbridge International School of Business. The driving force for the global economy in the 21st century will be Asia.
Solbridge International School of Business here in Daejeon, South Korea, can assure that you will understand Asia, but you will know how Asia does business. Learn business techniques, methodologies, strategies in an international context, focusing on the Asian way, but using English as the language of instruction. We aim to prepare business leaders for the future for the increasingly complex and competitive global business environment. Come to Solbridge International in the hub of Asia, where we deal in dreams and the preparations necessary to turn dreams into reality. Mời các em nghe lại và làm bài nhé. Để giúp các em làm bài, chúng tôi sẽ cho hiện lên màn hình nội dung lời thoại của đoạn phim. The driving force for the global economy in the 21st century will be Asia. Solbridge International School of Business here in Daejeon, South Korea, can assure that you will understand Asia, but you will know how Asia does business. Learn business techniques, methodologies, strategies in an international context, focusing on the Asian way, but using English as the language of instruction. We aim to prepare business leaders for the future for the increasingly complex and competitive global business environment. Come to Solbridge International in the hub of Asia, where we deal in dreams and the preparations necessary to turn dreams into reality. Trong đoạn phim vừa rồi, chúng ta gặp những câu sau có cấu trúc subject, transitive verb, object. 1. Solbridge International School of Business here in Daejeon, South Korea can assure that you will understand Asia. 2. You will know how Asia does business. 3. We aim to prepare business leaders in the future. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhóm mẫu câu có ngoại động từ phức hợp. Nhóm mẫu câu có ngoại động từ kép phức hợp, nhóm C. Đây là nhóm mẫu câu trong đó có ngoại động từ phức hợp, complex transitive verb. Trong nhóm mẫu câu này, mỗi cấu trúc câu có 4 thành phần. Subject, chủ ngữ, transitive verb, ngoại động từ, direct object, tân ngữ trực tiếp, complement, bổ ngữ của tân ngữ trực tiếp. Mẫu câu SVT, OD, object complement. Bổ ngữ cho tân ngữ, object complement, là một từ hoặc một nhóm từ, một mệnh đề bổ nghĩa cho tân ngữ trực tiếp, nghĩa là nó cung cấp thêm thông tin về tân ngữ trực tiếp. Ví dụ 1. I imagined him much taller than that. Tôi mường tượng nó phải cao hơn thế nhiều. 2. We regard the goal as a world player. Chúng tôi coi cô ấy là một cầu thủ tầm cỡ quốc tế. Trong hai câu trên, chủ ngữ là I, we. Ngoại động từ là imagined, regard.